Thầy xin mến chào các em đã quay trở lại kênh youtube của thầy Trong chương trình hướng dẫn môn toán lớp 4 Trong sách giáo khoa hôm nay Thì thầy sẽ hướng dẫn các em bài góc nhọn, góc tù, góc bẹt Ở trang 49 sách giáo khoa toán lớp 4 nha các em Trước khi bước vào bài Thì thầy mời các em Nếu chưa đăng ký kênh thì hãy subscribe Đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để ủng hộ thầy nhé Còn bây giờ thầy mời các em bước vào bài học hôm nay À, bài học hôm nay là bài góc nhọn, góc tù, góc bẹt. À, để à, biết thế nào là góc nhọn, thế nào góc tù à, và thế nào là góc bẹt và cái đặc điểm nhận dạng của ba góc này à, có gì khác so với góc vuông thì à, hôm nay thì chúng ta thì hướng dẫn các em điều đó nha. À, bây giờ chúng ta bước vào nội dung của bài. Thầy có một cái góc à góc O, B à, góc này thì được gọi là góc nhọn ha, à, góc này được gọi là góc nhọn. À, góc này nhọn ở đỉnh o à, góc nhọn ở đỉnh o và có cạnh có hai cạnh cạnh oe và cạnh ob à, thì bài này chúng ta sẽ dùng thước EK để kiểm tra độ lớn của góc nhọn và so sánh à, góc đó với góc vuông có nghĩa là dùng thước eke để kiểm tra cái góc nhọn này à, xem cái độ lớn góc nhọn này nó lớn hơn góc vuông hay nó nhỏ hơn góc vuông hay nó bằng góc vuông À, thì chúng ta sẽ đặt thước ek vào cái góc ở đỉnh o này à, đặt thước ek vào góc đỉnh o này à, thì chúng ta thấy rõ ràng cái góc nhọn này à, nó như thế nào so với góc vuông đấy các em à, thấy rõ ràng thì nó nhỏ hơn góc vuông à, đây là cái góc vuông thước ek là góc vuông thì thấy góc nhọn này nhỏ hơn góc vuông à, góc nhọn là góc bé hơn góc vuông à, thì vậy chúng ta có đặc điểm nhận dạng góc nhọn là góc bé hơn góc vuông à, đây là góc thứ nhất góc nhọn à, sáng thứ hai À, thầy có góc như thế này à, được gọi là góc tù à, góc này như thế này này gọi là góc tù à, góc tù ở đỉnh O và cũng có hai cạnh đó là cạnh O M và cạnh O N ha. À, và chúng ta cũng dùng à, EK để kiểm tra độ lớn của góc tù và so sánh cái góc tù này như thế nào với góc vuông à, thì chúng ta cũng đặt cái thước eke vào cái góc ở đỉnh O này à, vào đỉnh O này thì chúng ta thấy rõ ràng góc tù À, nó lớn hơn góc vuông à, một khoảng à, lớn hơn góc vuông à, bao nhiêu đây à, lớn hơn nhiều lớn hơn nhiều so với góc vuông à, thì chúng ta rút ra được kết luận góc tù, à, à, tù là góc lớn hơn góc vuông góc nhọn là góc bé hơn góc vuông góc tù là góc lớn hơn góc vuông vậy chúng ta sang cái đặc điểm nhận dạng của góc bẹt à, như thế nào S để xem góc bẹt là góc như thế nào so với góc vuông ba à, điểm à, điểm c điểm o và điểm d như thế nào với nhau chúng ta thấy rõ ràng ba điểm này nằm trên một cái đường thẳng và nó thẳng hàng với nhau à, góc này còn gọi là được gọi là góc bẹt nha các em à, góc này còn được gọi là góc bẹt à, góc bẹt này ở đỉnh o và cũng có hai cạnh đó là cạnh à, oc và cạnh od và chúng ta dùng thước ek để kiểm tra độ lớn của góc bẹt à, so sánh góc bẹt này với góc vuông à, thì bây giờ thầy sẽ đặt thước ek vô à, thầy sẽ đặt hai cái thước EK à, vậy rõ ràng chúng ta thấy à, cái góc bẹt này nó bằng hai góc vuông hai góc bẹt này bằng hai góc vuông à, góc bẹt này bằng hai góc vuông à, vậy thì chúng ta đã rút ra được ba cái đặc điểm nhận dạng của góc ba góc à, góc thứ nhất là góc nhọn à, góc nhọn là góc bé hơn góc vuông à, góc tù là góc lớn hơn góc vuông à, còn góc bẹt là góc bằng hai góc vuông à, để À, khác sâu kiến thức về cái đặc điểm nhận dạng, dạng của ba góc này à, thì, thì mời các em bước vào phần bài tập đối với phần bài tập ở bài góc nhọn góc tù góc bẹt này thì yêu cầu chúng ta phải chuẩn bị eke để chúng ta làm cho nó chính xác bài tập một à, trong các góc sau đây góc nào là góc vuông à, góc nào là góc nhọn góc nào là góc tù góc nào là góc bẹt góc thứ nhất à, góc ở đỉnh e có cạnh là am và an thì để biết góc này là góc gì thì chúng ta sẽ đặt thước ek vào ngay đỉnh của nó à, ngay đỉnh của nó thì rõ ràng chúng ta thấy à, cái góc này nó nhỏ hơn góc vuông mà góc nhỏ hơn góc vuông chính là góc nhọn à, vậy à, góc đỉnh e cạnh AM và an là góc nhọn à, góc tiếp theo à, góc tiếp theo góc ở đỉnh e có cạnh e và ei à, thì chúng ta cũng đặt thước ek vào à, thầy đặt vào hai thước ek thì mới bằng cái góc này vậy góc này bằng hai ek là bằng hai góc vuông mà góc bằng hai góc vuông chính là góc tù à, vậy góc ở đỉnh e có cạnh ex và ei là góc à, xin lỗi góc bẹt chứ không phải góc tù ha là góc bẹt góc tiếp theo góc ở đỉnh b có cạnh là bp và bq thì thầy cũng dùng thước ek đặt vào thì rõ ràng cái góc này à, nó lớn hơn góc vuông mà góc lớn hơn góc vuông chính là góc tù à, chính là góc tù góc tù ở đỉnh b có cạnh là bp và bq góc tiếp theo góc ở đỉnh c có cạnh là ci và ck à, thì thì đặt ek vào thì nó trùng với à, cạnh hai cạnh của ek đó là cạnh góc vuông thì đây là chính là góc vuông góc vuông ở đỉnh c cạnh ci và ck đây là góc vuông à, góc tiếp theo thầy đặt ek vào thì thấy đây là cái góc lớn hơn à, góc vuông mà góc lớn hơn góc vuông chính là góc tù À, góc lớn hơn góc vuông chính là góc tù góc tù ở đỉnh O à, có cạnh là OG và OH à, góc cuối cùng à, đặt ek vào thì chúng ta thấy nó bé hơn góc vuông mà bé hơn góc vuông chính là góc nhọn à, góc này là góc nhọn ở đỉnh D có cạnh DV à, và DU à, như thế chúng ta đã à, thực hành đo xong và kiểm tra xong Newton được các góc ở bài tập một à, chúng ta sang bài tập 2 trong ba hình tam giác sau hình tam giác nào có ba góc vuông hình tam giác nào có góc vuông hình tam giác nào có góc tù à. hình thứ nhất là tam giác ABC, c hình tam giác thứ hai là m anh p hình tam giác thứ ba là d e g à, g, e g đó à, để biết cái hình tam giác nào có ba góc nhọn thì chúng ta cũng dùng thước ek để kiểm tra À, dùng thức EK kiểm tra thì EK kiểm tra thì chúng ta thấy rõ ràng hình A tam giác ABC đây là hình tam giác có ba góc nhọn. À. Các em đặt thức EK vào kiểm tra thì thấy hình tam giác ABC là hình tam giác có ba góc nhọn. À, hình tam giác có ba góc nhọn. Hồi nãy thầy nói ba góc vuông xin lỗi, ba góc nhọn chứ. Ba góc nhọn, là có góc vuông, góc tù. À, hình tam giác có ba góc nhọn là hình tam giác ABC rồi hình tam giác có một góc vuông. À, vuông hình tam giác có một góc vuông hình tam giác có góc vuông hình tam giác có góc vuông là hình tam giác d e g à, góc vuông góc ở đỉnh e góc vuông ở đỉnh e nè à. hình tam giác có góc tù hình tam giác có góc tù là hình tam giác m n p à, góc tù ở đỉnh n à, góc tù ở đỉnh n à, như thế thầy đã làm xong được bài tập 2. À, bài hôm nay chỉ có hai bài tập thôi như thế thầy đã hướng dẫn các em xong hai bài tập này à, đặc điểm nhận dạng của góc nhọn là bé hơn góc vuông đặc điểm nhận dạng góc tù là lớn hơn góc vuông đặc điểm nhận dạng góc bẹt là bằng hai góc vuông à, đó là kiến thức của bài hôm nay à, thì bài hôm nay đã kết thúc thì xin à, kính chúc các em à, chăm ngoan học giỏi à, nếu các em chưa nhấn ký kênh ủng hộ thầy thì các em hãy đăng ký kênh ủng hộ thầy nhé còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng lần sau của thầy